Hôm nay thì anh sẽ chỉ cho các bạn cái bài số 13 là chúng ta sẽ đọc data test từ cái Excel file với thằng test data trên AKT Studio. Thì ở cái nội dung bài số 13 này thì anh sẽ chỉ cho các bạn ba cái vấn đề chính. Thứ nhất là chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao cần phải đọc cái data từ cái file. Tiếp theo thì anh sẽ chỉ cho các bạn tạo cái data test với một cái dạng gọi là data cứng hay gọi là data table. Đấy. Còn cái thứ ba là anh sẽ chỉ các bạn đọc cái data test với thằng Excel file. Excel file. Thì ba cái nội dung này thì chúng ta sẽ giải quyết trong cái buổi hôm nay ha. Đầu tiên thì ở cái nội dung thứ nhất là tại sao chúng ta cần phải đọc data từ cái file. Và như vậy thì ở đây thì các bạn thấy là nếu mà chúng ta là manual tester hết á, thì anh nghĩ là chắc ai cũng biết, đúng không? Anh nghĩ là chắc ai cũng biết rồi. Bởi vì đọc data từ file trong cái quá trình mà chúng ta testing kiểm thử phần mềm á, thì nó rất là tiện dụng, rất là tiện dụng và cũng rất là nhiều nhiều người sử dụng cái data từ file, bởi vì nó sẽ mang lại cho mình nó hiệu quả hơn, ấy nhiều bộ data hơn và nó nhanh hơn, ấy edit chỉnh sửa nó cũng tiện hơn và chia sẻ nó cũng dễ hơn. Đấy. So với cái data mà chúng ta gắn cứng, gắn cứng. Thì cụ thể thì các bạn thấy là chúng ta cần phải đọc data từ file là để phục vụ cái mục đích mà chúng ta tạo ra được nhiều cái bộ data khác nhau trên cùng một cái test case. Trên cùng cái test case. Thì vì cái điều này nó cần thiết trong quá trình mà chúng ta kiểm thử, ngay cả trên khi mà chúng ta làm manual test cũng vậy. Một cái test case chúng ta có thể kiểm thử nó với nhiều bộ data khác nhau và thường thì các bạn là sẽ thay đổi nó trực tiếp ở trên web luôn. Đúng không? Thay đổi trực tiếp nó ở trên web luôn. Có nghĩa là chúng ta dùng tay chúng ta điền xong rồi nó sau đó chúng ta sẽ xóa nó đi rồi chúng ta điền lại. Thì như vậy thì rõ ràng là khi mà chúng ta chuyển từ manual sang auto thì những cái việc mà chúng ta làm bằng tay đó thì nó sẽ có một cái cơ chế làm tự động, đúng không? Không lẽ bây giờ chúng ta sẽ fit cứng một cái bộ data thứ nhất rồi bộ data thứ hai, bộ data thứ chấm 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 vân vân. Không đâu. Nếu mà chúng ta làm như vậy thì rõ ràng là nó bị mất thời gian và nó bị nhập nhằng trong quá trình mà chúng ta chuẩn bị cái data nó rất là khó khăn. Đấy, rồi phải chỉnh sửa rồi rất là nhiều. Ừ. Còn khi mà chúng ta áp dụng đọc data từ cái file á, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta chuyển từ manual sang auto test bằng cách là chúng ta sẽ đọc cái data từ một cái file nào đó, một cái file nào đó, Excel cũng được, CSV cũng được, JSON cũng được, Property cũng được, hoặc là vân vân. À, ví dụ như online luôn cũng được, một cái Google Sheet chẳng hạn. Thì những cái data như thế thì các bạn thấy là chúng ta muốn sửa cái gì hay là chúng ta quản lý file hay data nội dung trong đó, chúng ta chỉ cần mở một cái file lên thôi là các bạn thấy là chúng ta chỉnh sửa nó rất là tiện, đúng không? Còn so với chúng ta điền thủ công, ví dụ chúng ta xóa cái data thứ nhất, chúng ta điền data thứ hai, thì các bạn còn nhớ cái data thứ nhất là gì không? À, cái đó là anh đang so sánh hai cái thôi. À, các bạn điền cái tên thứ nhất, điền tên thứ hai. Nhưng mà 10 cái như vậy thì sao? Các bạn đâu nhớ nổi. Các bạn đâu nhớ nổi là cái lần thứ 7, thứ 8 các bạn đã điền cái gì. Nhiều khi nếu mà các bạn sắp xếp sẵn hay gì đó thì có thể là theo thứ tự, số thứ tự chẳng hạn. À, nhưng mà các bạn nhập ngẫu nhiên thì thấy thua. Chúng ta không thể nào truy xuất lại cái data mà chúng ta đã làm việc. Ừ. Nên chính vì thế chúng ta cần phải note nó ra một cái file. Sau đó chúng ta sẽ đọc cái data từ cái file đó trong automation test. À, trong automation test ở đây thì mình nói là mình sẽ chuyển từ manual sang auto chứ không phải là chúng ta đọc cái file để mà làm việc cho manual. Lưu ý ha, chúng ta đọc cái file data để chúng ta sử dụng trong automation test. Ừ. Để nó mang lại cái hiệu quả cho chúng ta tiện hơn, nhanh hơn và nó cũng làm tăng cái hiệu quả trong cái quá trình mà chúng ta viết script cũng như là quản lý cái dự án về dài lâu. Đấy. Maintain hay bảo trì phát triển gì đó nó cũng rất là tiện và nó cũng tránh mắc sai, tránh sai sót. Ok, thì đó là những cái lý do mà chúng ta cần phải đọc một cái file, cần phải đọc data từ một cái file. Okay. Tiếp theo thì ở cái nội dung thứ hai thì em sẽ chỉ cho các bạn là tạo một cái bộ data gọi là data cứng đi. À, có nghĩa là trước khi mà đọc data từ một cái file thì em sẽ chỉ các bạn đọc cái data cứng trước.
nghĩa là đọc từ một bộ data gồm có data 1, data 2, data 3, đúng không? Ở nghĩa là bộ data nhưng mà data dạng cứng, hay em kêu nó là data table. Thì ở trong Nakata Studio có hỗ trợ cho chúng ta làm cái việc đó. Thì để sử dụng được cái bộ data cứng thì các bạn thấy là chúng ta sẽ thao tác gồm có 4 bước cơ bản. Đầu tiên nhất thì chúng ta sẽ thay thế cái data cứng ở trong cái test case thành những cái biến input, biến một cái loại input. Nghĩa là thay vì chúng ta điền cái giá trị trực tiếp trong cái từng cái step của test case thì bây giờ chúng ta sẽ thay thế nó thành những cái biến. Thay thế thành những cái biến. Thì ở cái bài trước bạn đã chỉ cho bạn về biến đúng không? Ở cái bài số 11 bạn đã chỉ các bạn về biến rồi. Cái bước thứ hai thì chúng ta sẽ tạo một cái data table, là bộ data cứng ở trong cái menu là test data, và chúng ta điền trực tiếp bằng tay vào. Tại vì data cứng mà, data cứng thì chúng ta điền trực tiếp bằng tay. Bước thứ ba chúng ta sẽ gọi cái test case sang cái test suite, sang cái test suite. Rồi từ cái test suite đó thì bước 4 chúng ta sẽ chọn cái bộ data nào dành cho cái test case mà chúng ta chỉ định. Và chúng ta truyền vào test case thông qua gì? Thông qua cái biến mà chúng ta đã đặt ở trên. Nghĩa là nó sẽ mapping cái data đó theo những cái biến mà chúng ta truyền. Như vậy thì rõ ràng là đó là cái cách mà chúng ta có thể làm việc được với một cái bộ data. Bộ data, và ở đây thì mình nói là bộ data cứng nha. Hay có cái tên hay hơn là data table. Data table thì chắc do An đặt rồi. Trên cái trang chủ đốc của AKT cũng không có cái từ khóa này. Tại vì data dạng table nên kêu là data table. Như vậy thì bây giờ An sẽ có thời gian sẽ bổ sung cái blog này từng bước cho các bạn sau ha. Bây giờ thì An sẽ chỉ các bạn trực tiếp trên cái tool Agate Studio luôn. Rồi, ở đây thì các bạn thấy là khi mình mở lên một cái test case là An lấy lại ở buổi hôm trước á. Ở bài số 11, 12 hôm trước thì An lấy lại dùng rồi. Nghĩa là ở đây các bạn thấy một cái test case nó có cái data là data gắn trực tiếp vào. Và ở đây nó cũng chỉ dùng có một bộ data thôi. Có nghĩa là một giá trị URL, một giá trị email và một giá trị bắt buộc. Nó chỉ có một bộ data thôi. Bây giờ nếu như chúng ta muốn đổi data khác thì rõ ràng chúng ta phải xóa cái này đi. Là xóa cái này đi, sau đó chúng ta điền lại một cái giá trị mới. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta đang bị nhọc nhằn trong quá trình mà chuyển đổi bộ data, đúng không? Nên bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Vậy thì anh sẽ compare giữa trên các cái bước ở trên blog và trên anh hướng dẫn trực tiếp để các bạn dễ dùng ha. Vậy thì các bạn có thể vừa song song coi blog vừa xem đang làm để dễ hơn. Đầu tiên thì các bạn sẽ thay thế những cái giá trị này thành những cái biến, thành những cái biến. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở cái biến nha. Bây giờ em có URL, em có email thì bắt buộc. Như vậy thì em sẽ tạo ra ba cái biến ở chỗ input, ba biến chỗ input. Nhưng mà các bạn hãy lưu ý là gì, ba cái biến này hôm trước em nói là mình thay thế biến thành một cái data cứng, thì ở cái cột value mình sẽ truyền cái data value. Nhưng mà ở đây buổi hôm nay mình sẽ đọc data từ một cái nơi khác là cái menu test data, nên chính vì thế ở đây mình chỉ truyền biến thôi, mình không cần phải điền một cái value ban đầu cho nó. Nếu mà mình điền value ban đầu thì mình cũng nó trở thành một cái data cứng rồi, và mình cũng không có kiểu là mình cũng không cần thiết tới cái data đó. Mình chỉ cần sử dụng cái biến để mà làm trung gian truyền data thôi. Như vậy thì có bao nhiêu cái chỗ cần truyền thì các bạn tạo bấy nhiêu biến tương ứng. Như vậy thì cụ thể trong cái test case login thì em có ba biến rồi, ba biến tương ứng với ba cái step data. Ok, như bây giờ em sẽ thay thế cái này thì em sẽ thay thế thành dict đô la dict chấm input. Đây thì sẽ thay thế là email đô la dict đô la dict chấm email. Các bạn thấy nó hiện cái chỗ cái biến global, nghĩa là ở cái bài hôm trước thì chúng ta học cái bài biến global nên là nó có hiện ha. Chúng ta sẽ dùng cái biến mà loại là input nha, lưu ý chúng ta đang dùng cái loại là biến input. Rồi như vậy là chúng ta đã có được ba cái biến thay thế cho ba vị trí mà chúng ta muốn cần điền chuyển data. Tiếp theo á, bây giờ chúng ta sẽ sang một cái menu là gì, là test data.
À, test data, bởi vì cái bước thứ hai đó thì chúng ta sẽ tạo một cái data table tại menu test data và điền trực tiếp data bằng tay. Bây giờ ở đây thì em sẽ nút chuột phải vô new. Trước khi chúng ta tạo một cái test data thì chúng ta cho nó nhập một cái phân đơn giữ gìn phân đơn là copy cm new test data thì em cũng để là data copy cm. Đấy. Rồi trong cái chỗ cái tab trong một cái file data này thì các bạn thấy là nó có mặc định hướng dẫn cho mình là truyền username và password mẫu. Có nghĩa là cái tool nó gợi ý sẵn cho mình là cái cột mặc định. Bây giờ mình muốn thêm á, thêm cột hoặc là thêm dòng á, thì bạn nhấn vào cái nút này, add column và add row. Còn ở đây thì ví dụ như hai cột này mình không thích thì mình delete đi, nhấn vào cái nút x này. Rồi, còn hai cái dòng data này mình không thích thì mình delete luôn. Nó có cái nút thùng rác này. Đó. Như vậy là bây giờ data mình trở thành data rỗng. Bây giờ mình thêm data cứng thành những cái bộ, có nghĩa là mỗi một row nó sẽ là một cái bộ data. Bởi vì mình tung thêm cái dạng là table, giống như trong Excel ha, tung thêm dạng table như vậy. Bây giờ add cái column trước. Add cái column trước. Bây giờ column thì em sẽ đặt cái tên mapping với cái tên biến luôn, hoặc là đặt tên khác cũng được. Khác nữa. Ví dụ như bây giờ mình đặt tên khác cái ha. Mình nói là u gọi là mình thêm cái chỗ data u gọi là, tại vì để mình phân biệt với cái biến họ nữa ha. Để thêm một cột event. Mình phân biệt giữa cái tên cột trong đây và cái tên biến là để các bạn dễ hiểu hơn. Chứ nhiều khi em đặt nó trùng mà các bạn tưởng nhau nó là một. Rồi bây giờ thì đã tạo ra được ba cột. Thì các bạn muốn xóa để sửa gì đó thì bạn click vô sửa tên ha. Rồi bây giờ mình sẽ tạo cái dòng data cho từng cái cột, thì mình click vô chỗ là add row. Add thì ở đây thì url thì em sẽ c mới đây. Email mấy cái thông tin này em có để trên những cái bài trước rồi bắt buộc kéo qua dễ nhìn ha. Bây giờ thì các bạn muốn thêm một bộ data nữa thì các bạn nhấn vào nút add row. Add row thì mình thêm một cái dòng data nữa thôi. Bây giờ em dùng thêm cái này. Rồi, email lúc bây giờ thì nó dù anh cho nó đúng nhưng mà bắt buộc ở đây sai, ví dụ này một ba, nghĩa là một hồi nó sẽ có một cái bộ data đi sai rồi. Ok bây giờ thì mình đã xong được cái bước chúng ta tạo data cứng bằng tay, nghĩa là nãy giờ các bạn thấy em làm thủ công đúng không? Thì em nói nó là data cứng thì rõ ràng mình làm dạng là table, data này dạng là table rồi em kêu là data table, nó có cột và nó có dòng thế ha. Ở đây thì về cái vấn đề mà thêm sửa xóa đồ cột hay dòng hay là sửa tên rồi thì chắc là các bạn nhìn vô sẽ biết thôi. Ở đây thì em cũng không chia sẻ gì thêm gì cái vấn đề đó mất thời gian đúng không? Bạn muốn sửa thì click vô sửa thôi, chả có vấn đề. Bây giờ tiếp theo thì bạn thấy ở cái bước thứ ba chúng ta sẽ gọi cái tag key sang cái tag suite. Như vậy thì chúng ta mới có thể truyền được cái bộ data thông qua cái tag suite đó đến cái tag key được. Ở nên là ở bước 3 này chúng ta sẽ tạo cái tag suite cho cái tách khai lãnh quy. Vậy thì chọn cái mục test suite. Bây giờ mình tạo ra một, ví dụ em tạo trong mục para luôn ha, để trong cái new để là thôi em tạo một cái folder mới, new folder để là login c -net. Rồi trong login này thì để CMS ghi này, CMS trong CMS thì anh sẽ tạo một cái folder hoặc một cái suite đi. Một cái suite là login CMS suite login. Rồi tại cái suite này thì anh sẽ chọn browser là Chrome, anh sẽ add cái key gọi là tag key mà mình mới vừa tạo đó ở bài số 13 và tách login. Rồi mình nhấn
Như vậy thì cái vấn đề nó nằm cái chỗ này. Như vậy thì khi mà chúng ta gọi cái test case trong test suite á, thì các bạn thấy chúng ta chuyển tới bước 4 luôn, là chúng ta sẽ chọn cái data table ở bên cái test suite này mà truyền vào cái test case thông qua cái gì, thông qua cái biến input mà mình đã đặt ở trên. Như vậy thì các bạn xem em làm ha. Bây giờ mình sẽ chọn cái bộ data, các bạn thấy cái chỗ test data không? Các bạn chọn là gì? Bạn chọn là login CMS. Đó chưa này. Như vậy thì các bạn đã chọn cái bộ data mà nãy mình mới tạo thủ công đó. Thì các bạn thấy gọn gàng nó tạo ra cho mình hai dòng này. Thấy chưa? Hai cái dòng này là hai cái row mà nãy mình mới vừa thêm cái đợt. Đấy, hồi 2-3 phút trước. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ làm gì? Bây giờ mình sẽ bây giờ mặc định nó sẽ chọn hết rồi, à, mặc định nó chọn. Bây giờ mình sẽ làm gì? Mình sẽ chỉ định cái chỗ là test row sort. Mình sẽ chọn là from data column, có nghĩa là gì, nó sẽ đọc cái test theo cái dạng là từng cái cột. Còn cái test row name có nghĩa là gì, là cái kiểu mà nó hiển thị ra những cái gọi là những cái bộ data theo cái cột nào làm đại diện. Ví dụ như mình nói là cột đại diện là cột cột ví dụ như cột URL đi, cái cột password đi. Nãy mình quên làm cái cột làm cái tên đại diện nghe, ví dụ mình nói là password, nghĩa là nãy mình có hai password khác này ha, mình lấy cái cột password để lấy cái giá trị của nó làm cái cột mà đại diện để nhận biết nó là thuộc của cái bộ nào. Đúng ra mình thêm một cái cột nữa cũng được, là mình thêm một cái cột gọi là gì, data name chứ, data name. Ok, ví dụ như các bạn muốn sửa thì các bạn nhấn cancel này đi, các bạn ra update lại của data thêm một cái cột mới vô, là ví dụ các bạn để data name, thì khi đó cái chỗ test ra name á, các bạn chọn cái data name để mà nó phân biệt được là cái dòng nào, cái bộ data nào. Rồi các bạn thấy được, mình có ba biến thì ở đây nó sẽ có tương ứng show ra những biến cho mình, và nó yêu cầu mình chọn cái kiểu ở đây là mình muốn đọc data từ cái default hay là cái cột. Default nghĩa là gì, là nó sẽ lấy cái giá trị từ cái biến password này, các bạn thấy không? Ba cái biến này từ đâu, là cái biến input name này, các bạn thấy không, là ba cái biến loại input mà mình truyền vô cái cây. Sau đó nó hỏi là ba cái biến đó bạn muốn truyền vô là lấy giá trị default hay là lấy giá trị từ cái data column này. Như vậy thì rõ ràng là giá trị default hồi nãy chúng ta đâu có điền, đúng không? Giá trị default mình đâu có điền, mình để trống, nên là nếu mà mình chọn default thì nó ra null, nên là mình chọn từ cái column. Và column là gì, column là gì, nó sổ nó lưu ra, nó chọn cái cột tương ứng. Các bạn thấy em cố tình đặt cái tên bên đây vậy, tên bên đây khác, để các bạn hiểu phía bên đây là cái tên của cái biến input, còn cái phía bên đây là cái tên của cái cột, column name, tên của cột ha. Chúng ta đặt chung cũng được, đặt chung thì dễ biết thôi. Rồi ở đây thì mình chọn là password, thì chọn là cái cột là password. Tương tự ha, email email URL đó. Và sau đó là chúng ta sẽ nhấn là finish. Finish, nhớ là nó phải móc biên đúng nha, biến này thì truyền vô cái cột nào, chú ý đó. Finish nó báo gì, test case finish gì đó, kêu mình như chọn cái này hết hai dòng data, nó kêu mình chọn cái dòng data nào. Rồi các bạn thấy không, bây giờ mình chọn hết hai dòng data thì nó hiện lên cho mình hai dòng, và các bạn thấy cái tên mà nó để mà nó gợi cho mình biết là cái dòng nào thuộc của cái bộ nào. Bởi vì hồi nãy em nói các bạn đặt thêm một cái cột nữa là data name chẳng hạn, hoặc là cái tên của cái môi trường, ví dụ như là data nó dành cho môi trường developer ở development, hoặc là môi trường là staging, hoặc là môi trường production gì đó. Các bạn đặt như thế thì ở đây các bạn thấy là nó sẽ hiện ra, nó dễ nhìn hơn, dễ nhìn hơn. Okay. Rồi nhưng mà để trước khi mà để quay lại chỉnh sửa thì em sẽ chạy cho bạn xem. Bây giờ như vậy là chúng ta đã xong được 4 bước rồi. Bây giờ nhiệm vụ còn lại chúng ta sẽ chạy chạy bây giờ thì mình nhấn lên, nó sẽ chạy hai bộ data, nó chạy bộ đầu tiên trước là 12456, đúng không? Với cái password là 1246, nó chạy bộ thứ hai là password là 123. Như vậy thì các bạn thấy không, cái test case thì cái bộ data thứ hai là nó password sai rồi, nó không vô được. Và tất nhiên thì cái test case thứ hai nó sẽ nó có fail.
À, các bạn thấy kết quả này, một bát. Ok. Ok, như vậy thì đó là cái cách mà chúng ta chạy nhiều bộ data cho một cái test case. À, nhiều bộ data cho một cái test case. Như vậy thì bây giờ các bạn nhìn thấy cái giá trị mà bắt buộc mình nhìn thấy nó kỳ quá đúng không? Bây giờ thì em sẽ thêm một cái cột nữa là data name ở trong cái bộ data của mình. Các bạn thấy nè, test data, bộ data của mình đặt đây. Mình thêm một cột nữa, add column, mình nói là data name. À, mình nói là data name. Như vậy thì ví dụ như em nói là cái dòng data 1246 này thì nó là success này. Và dòng mình ví dụ nó là fail này. Ví dụ à, mình thêm chữ login success này, login fail. Đó. Ví dụ như thế. Như vậy thì ok. Bây giờ thì khi chúng ta đã cập nhật trong cái bộ data thì chúng ta phải cập nhật ở đâu? Cập nhật ở bên cái test suite này lại. À, cập nhật bên cái suite lại. Như vậy thì để cập nhật á, thì ví dụ các bạn lấy chuột phải nè, nó cũng không có hiện đúng không? Thì các bạn thấy cái icon nè, cái icon cái mũi tên qua lại không? Có nghĩa là để cập nhật á, cái dấu biểu tượng này để cập nhật. Rồi nó trở lại cái giao diện nãy. Thì các bạn thấy nó thêm một cái cột là data name. Như vậy thì mình chọn cái chỗ là test round name, có nghĩa là cái tên mà để chỉ thị cái dòng data hay là gọi là bộ data đó, mình chọn là data name đó, cập nhật ra data name dòng finish. Rồi các bạn thấy chưa, như vậy thì mình nhìn nó sẽ rõ ràng hơn là mình biết là mình chạy cái bộ data nào. Ok, rồi bây giờ thì ví dụ em thêm một dòng nữa xem ha, bên bộ data này. Ví dụ thêm một dòng nữa thì các bạn ép ra luôn. Ví dụ như bây giờ cho mình chữ password website thì mình cũng nói là test with data fail thứ hai luôn, data fail thứ nhất, có hai bộ data fail. Rồi ok, bây giờ thì mình trở lại cái test suite của mình, cập nhật lại nè, nó ba dòng đúng chưa, nhưng mình đang chọn hai dòng thì bây giờ mình tích thêm dòng nữa, có nghĩa là mình chọn số dòng data mà mình muốn chạy, sẽ nhấn phím được chưa. Bây giờ thì sẽ nhấn run, run thì nó sẽ chạy hết, chạy hết ba bộ. Bộ đầu tiên thì chắc chắn là success rồi, bộ thứ hai là login fail với cái password sai rồi. Tiếp theo thì bộ thứ ba là nó sẽ login với cái email sai. À, thì ba lần ha, như vậy là đúng với cái lý thuyết mà mình nói là cái về cái tính năng của cái thằng là gì, data table, gọi là tạo data cứng, như bằng internal data ở trên AKT Studio. Như vậy thì em đã vừa chỉ cho các bạn xong rồi ha. Thì sau này các bạn có thể tạo cho mình những cái bộ data, bộ data cứng, bộ data cứng nghĩa là chúng ta điền tay. Có nghĩa là chúng ta đang chuyển từ manual mà chúng ta chuyển sang auto, nhưng mà nó cũng còn kiểu như là gì, thủ công. Không, bây giờ thì cái nội dung tiếp theo mà muốn chỉ cho các bạn là gì, chúng ta sẽ thay vì đọc cái data cứng điền tay đó thì chúng ta sẽ đọc từ một cái file Excel. Chúng ta sẽ đọc từ một cái file Excel. Vậy thì ở nội dung thứ ba này chúng ta sẽ tìm cách tìm hiểu cách mà chúng ta đọc từ file Excel ha. Rồi vào thẳng vấn đề luôn. Thì ở đây AKT Studio nó sẽ cho phép chúng ta đọc data từ file với các cái dạng file là CSV và Excel. À, ghi sai sai chính tả rồi. Nửa sửa lại. Như vậy thì chúng ta đọc từ file CSV và Excel. Đó. Rồi ngoài ra thì chúng ta còn có thể đọc từ database nữa. Nhưng mà ở buổi hôm nay thì em sẽ chỉ các bạn trên Excel này. Em sẽ chỉ các bạn đọc data từ Excel thôi, bởi vì nó giúp cho mình chạy nhanh và tiện dụng. À, cái file Excel cũng nhanh và tiện lợi để mình sửa data. Chứ còn mình nói mà mình đọc data từ database thì không lẽ bây giờ mà ngồi mà đi connect database, người tạo local database cũng càng ngày nha. Đấy, cái này thì cần phải một buổi riêng, em chỉ một cái nội dung riêng cho ngàn. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cách đọc Excel file. À, bước đầu tiên thì chúng ta cũng giống như là cái
cái chỗ mà chúng ta đọc từ trên này, phải không? Bước đầu tiên là chúng ta sẽ thay thế những cái chỗ mà data cứng trong cái cache mà mình muốn chạy với nhiều bộ data thành những cái biến, thành những cái biến mà cái loại biến là biến input. À, nhớ nha, loại biến input. Sau đó chúng ta đặt cái tên, chúng ta thay thế tên biến vào cái cache. Nhưng mà như hồi nãy em đã làm đó. Cái bước thứ hai, thay vì ở cái chỗ là data table thì mình tạo một cái data cứng bằng tay đúng không? Thì bước thứ hai ở chỗ ngay chỗ một cái data đó chúng ta sẽ import một cái file Excel. Chúng ta sẽ import một cái file Excel. Và tất nhiên thì ở đây thì mình cũng không có thao tác gì bằng tay trong quá trình mà mình tạo dòng, mà là mình đã tạo trong file Excel rồi. Đấy. Bước thứ ba thì mình cũng gọi nó sang cái suite ha. Nó cũng giống như trên. Và cái bước thứ tư thì chúng ta sẽ chọn cái bộ data là Excel. Thay vì ở trên chúng ta chọn bộ data là data table thì dưới đây chúng ta sẽ chọn là Excel. Đó, Excel. Và nó sẽ truyền những cái data đó thông qua cái biến đó. Nó cũng giống như trên. Bởi vì chúng ta phải nắm một cái quy tắc là gì? Chỉ có một cái con đường truyền data từ trung gian là từ một cái biến này. Nó sẽ làm một cái biến, có nghĩa là làm một cái nơi lưu trung gian để truyền từ nơi này sang nơi khác. À, và cụ thể là từ cái file sang một cái script trong cái tách khác. Ừ. Rồi, ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành ha. Ở đây thì em sẽ làm gì? Tạo một cái bộ data mới. Mình nói là test data category. Category. Xem trong cái category này thì mình sẽ tạo một cái test data, là mình nói là data add category. Data add category, và data category xem đây. Rồi thì cũng như cái mẫu ha, bây giờ thì chúng ta sẽ rồi mở lên bộ data này, chúng ta cũng xóa luôn mấy cái này đi, xóa luôn à, này luôn, xóa luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ import một cái data từ file Excel vô. Như vậy thì bây giờ các bạn thấy là mình kiểm tra cái test case của mình trước, xem là nó có bao nhiêu cái field trong đó ha. À, đang có một cái test case chuẩn bị sẵn là add category CMS. Ở đây thì các bạn thấy là tạo ra hai biến thôi. Hai biến thôi, em làm mẫu thôi. Rồi, bạn nhìn này. À, cái chỗ mà URL, email, password thì anh sẽ gọi nó từ cái biến global. À, anh gọi từ global. Có nghĩa là ở đây thì hồi nãy mình biết rồi. Mình biết cái cách truyền từ chỗ nó pin rồi đúng không? Đó, thì có thể từ đâu cũng được, thì anh chọn là global đi, hoặc anh sẽ chọn biến global. À, ở đây thì anh sẽ chọn cái data từ file Excel là cái tên category, input name, đó là tên category, nên ở đây anh tạo một cái biến là category name input, dưới đây là order number input. Vậy thì anh chọn hai cái biến này, nhưng mà các bạn thấy hai cái biến thì nó thay thế vô rất là nhiều chỗ. À, có nghĩa là chúng ta cần phải thêm và chúng ta phải search verify lại trong quá trình mà chúng ta chạy ra chạy, nên nó xuất hiện ở nhiều nơi. Rồi bạn thấy biến nhân tạo là gì? Hai biến category name input và cái order number input. Anh thêm chữ input sau đuôi là để họ các bạn dễ nhìn, chữ tên biến và cái tên column ở trong cái Excel á, dễ để dễ phân biệt. Rồi bây giờ thì mình khép lại cái chỗ cái test case này, thì mình sang cái chỗ cái bộ data test á, mình sẽ có một cái nút là import data, gọi này thấy không? Đấy, import data thì khi các bạn nhấn import data thì các bạn chọn file, chọn file thì như nãy nói nó sẽ hỗ trợ cho mình chọn cái file CSV và Excel, và ngoài ra thì có database, mà ở đây thì anh sẽ chỉ các bạn là chọn Excel. Excel rồi mình sẽ lựa chọn cái file ha, chọn file. Bây giờ thì anh đã chuẩn bị sẵn một cái file, nhưng mà không biết là nó như nào đây. CRM các bạn thấy được.
trong cái file này có hai tab, vậy nào hai tab thì ở cái category, cái tab với cái ở hai cái ship chứ nhỉ, cái ship category thì anh sẽ tạo hai cái cột ở category name và order, order number thì chỗ này mình cũng điền hai dòng ha, hai dòng thì nó sẽ tương ứng với hai bộ data. Đấy, các bạn hình dung như thế, hai dòng tương ứng với hai bộ data. Bây giờ anh xem lại, bây giờ anh sẽ load cái file lên ha, mở tool lên, mình sẽ load lại ngay cái đường dẫn C. Cái CRM là bởi vì cái hệ thống của mình nó là cái factory nó nằm ở bên CRM. Rồi những mét họ anh sửa tên này, cái này Adcatry nằm ở bên cái thằng để coi Adcatry nằm ở bên cái thằng CMS, thì phải để anh sửa cái file này lại, sửa cái file này lại thành CMS đó cho nó mapping ha, CMS rồi net. Rồi ở đây thì các bạn thấy là nó hiện ra cho mình hai ship này. Hai ship là tương ứng với hai cái table, các bạn thấy không? Ở trong cái tool đó, nó tự động chuyển cái ship về thành dạng gì? Dạng table, có nghĩa là mỗi ship nó xem là một cái table. Là bởi vì trong cái ship nó gồm nhiều row thì ở trong cái table nó gồm nhiều dòng luôn. Nên là nó xem một ship là một table. Ở đây thì mình có hai ship nên tương ứng với hai cái table. Ok ha. Ở đây nó sẽ có một cái lưu ý, nó sẽ có một cái lưu ý. Bây giờ ví dụ như bây giờ bạn muốn chọn cái bộ cái bảng nào thì bạn cần phải viết cái câu select query cái bảng nó ra. Và ví dụ như là mình muốn chọn cái cột nào để mà mình select ra filter ra đó thì mình cũng phải biết viết cái câu query SQL trong đây. Như vậy thì rõ ràng những cái tính năng chỗ này thì em không có gọi là anh thấy cái tính năng này nó hay nhưng mà nó bị thiếu, nó bị thiếu, có nghĩa là thay vì nếu như mà cái người manual làm test mà chưa học về SQL đi thì làm sao biết viết được cái câu truy vấn SQL, đúng không? Và ví dụ như những người mới đi, những người mới mà dùng cái tool này đi thì họ nhiều khi là chưa có học qua, chưa làm qua SQL thì làm sao mà viết được cái câu query, thì có phải là phải bỏ thời gian ra nghiên cứu research thêm không? Ấy thì mất cái mất thời gian, đúng không? Thì phải bổ sung thêm một cái tính năng nữa là gì, thao tác bằng tay, nghĩa là thêm những cái tùy chọn checkbox list gì đó, nghĩa là để chọn cái ship nào rồi chọn cái giao nào trong cái ship đó. Thì những cái ý như vậy đó, thì em thấy là tool AKT cần cần bổ sung thêm trong thời gian tới, và tất nhiên thì em sẽ suggest cho team AKT để mà họ bổ sung vô. Rồi ngoài ra thì các bạn thấy là sau cái buổi học đó, mà anh chỉ các bạn đó, thì các bạn làm đi làm lại nhiều, rồi các bạn thấy cái chỗ nào cần góp ý các bạn lên nhóm hay lên lên cái diễn đàn gì của AKT, các bạn cứ subscribe lên, các bạn cứ drive lên, các bạn cứ subscribe lên để mà là bạn viết một cái bài post rõ ràng luôn, chi tiết luôn, để mà cho đội ngũ AKT biết và fit để chúng ta được hay hơn, đúng không? Giống như cái vấn đề bạn mới gì đó. Rồi bây giờ ví dụ như bây giờ em không biết SQL đi, rồi giờ biết sao? Ok thôi bây giờ anh chỉ ha. Bây giờ anh chọn là cái bảng category, thì bây giờ mình sẽ viết cái câu là select select sao, rồi row row có nghĩa là từ một cái bảng nào, đây là cái bảng category. Ở đây mình viết tiếng Việt hay mình viết tiếng mình viết chữ in hay chữ thường đều được ha. Select sao row category có nghĩa là gì, là chọn dấu sao đại diện là hết, row là từ từ bảng nào, từ cái bảng category. Như vậy thì cái câu này ý nghĩa là gì, chọn tất cả các cột và tất cả các cái dòng từ cái bảng là category thì nó tương ứng với là cái ship category trong file Excel. Anh nhấn vào HQ và đi thì ngay lập tức nó sẽ chọn hết cái ship là category, và nó hiển thị luôn những cột của category như này, các bạn thấy không? Mà nó đâu hiển thị của thằng login đâu, tại vì nó phụ thuộc vào cái câu mà các bạn query này. Cái chỗ này rất là quan trọng, đúng không? Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm những cái câu mà query đi filter này kia ra từ trong SQL. Ví dụ như bây giờ mình muốn là lấy
không muốn lấy ra hai cột mà chỉ muốn lấy một cột thôi. Ví dụ mình muốn lấy khách rename thôi thì cái thay dấu sao này là thành cái khách rename, ví dụ như thế. Thấy chưa? Thì rõ ràng là nó chỉ lấy ra cái cột khách rename. Thì nói chung thì em làm mẫu cho những bạn mà chưa biết thôi, chứ còn về những bạn mà chưa biết rồi thì nói gì nữa, quá dễ rồi. Ok, như vậy thì bây giờ em chọn hết rồi. Ở đây thì mình không có filter từ dòng máy đến dòng máy nên là nó ra luôn hai dòng, thì mình lấy hết rồi. Rồi anh sẽ nhấn vào nút đen. Rồi thì ở đây mình có được hai cái dòng data, và các bạn thấy là nó tạo luôn cho mình hai cái column này. Và sau khi mà chúng ta import một cái file Excel rồi á, thì các bạn thấy là toàn bộ những cái data mà khi mà mình filter xong hết trơn rồi đó, như là chạy query được hết rồi đó, thì nó sẽ show cái data này là trở thành data gì đó, giống như là data internal rồi. Đây là nó trở thành một cái bộ data cứng, một cái bộ data cứng. Nhưng mà gì, trong quá trình mà chúng ta load một cái file á, thì rõ ràng là gì, nó là cái data đang động, data động. Nhưng mà khi load xong thì nó trở về cái bộ data gọi là giống data table mà ở cái nội dung thứ hai mà nãy mình mới học qua. Thì những cái bước sau đó nó y chang này, những bước sau đó nó y chang này. Như vậy thì nó chỉ khác nhau chỗ cái bước trung gian, thay vì cái chỗ mà data table thì nó sẽ add từng cái column và cái row thủ công, đúng không? Còn ở cái import Excel thì rõ ràng là mình nhấn vào nút import và sau đó mình import một cái lèo, import một cái vèo ra, rồi nó ví dụ như 100 dòng, 1.000 dòng gì đó nó cũng ra một lượt. Thì nó hay hơn, là hay ở cái chỗ đó. Còn về cái những cái thao tác sau khi mà chúng ta đã import xong xuôi nó, thì thao tác còn lại là giống hệt. Nó giống hệt. Như vậy thì tiếp theo mình sẽ làm gì? Tạo một cái test suite, đúng không? Tạo một cái test suite, ví dụ suite category này. Đó. À, lấy cái suite category hôm trước này. Mình sẽ làm gì? Lít vào cái chỗ cái dấu này nè. Cái dấu này. Để mà mình tới cái màn hình mà để mình chọn cái test data đó. Cái suite này là cái suite mà anh dạy cái bài mà chạy parallel hôm trước nhớ không? Ở nên bây giờ mình lấy dùng lại thôi. Nhấn vào đây. Rồi, mỗi mình chưa chọn test data này thì mình nhấn mình chọn thôi. Category này. Ra hai dòng, đúng chưa? Hai dòng này thì mình chọn hết. Chọn hết luôn hai dòng. Hai dòng tương ứng với hai bộ data. Rồi như chỗ này như nãy đang làm gì các bạn nhớ biết rồi đúng không? Chỗ này thì mình chọn theo data theo cột. Chỗ này là cái chỉ thị cho là biết đang chạy bộ data nào, thì có các bạn chọn là cái category name cũng được. À, tại vì mình đang add category thì nó hiển thị các category name khác nhau thì mình cũng dễ hiểu. Còn không thì các bạn thêm một cái cột trung gian là data name. Ok ha, thì đó là cái sự ghép mà nãy mới vừa làm đấy. Rồi ở đây thì mình sẽ chuyển biến này. Ở đây là biến input này. Biến input cho một cái test case. Bây giờ mình sẽ chọn là theo column. Và cái value ấy là cái tên của cái cột trong cái file Excel đổ ra. Đó, mình chọn là number. Đây mình chọn là category này. Và trong đây thì các bạn thấy không, mình không có kéo sắp xếp những cái dòng mình được ha. Và nó cố định những cái dòng luôn. Rồi nhấn finish. Rồi, xong ha, các bạn nhấn vào cái nút mũi tên nhỏ nhỏ trước cái tên ngoài text này. Thấy là các bạn sẽ thấy nó sổ ra những cái bộ data ở trong đó. À, bộ data ở trong đó. Rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ nhấn run thôi. Run thì mình chọn đi trường. Run. Rồi bạn thấy không? Đây là hệ thống CMS add một cái category. Sau khi search thì add xong thì nó sẽ search lại, kiểm tra lại. Thì em viết đại khái cơ bản thôi. Thì mục đích chính của mình là truyền data vào. Và các bạn thấy cái category nó add lần hai là mobile. À, lần đầu là laptop, lần hai là mobile. Và cả hai đều bắt. Yeah, hai cái bắt. Rồi, như vậy thì các bạn thấy là đó là về cái phần mà chúng ta đọc data từ file Excel, từ file Excel. Và các bạn thấy là sau khi mà chúng ta đọc load ra được data rồi thì các bạn thấy là các bạn có thể thêm một cái row, thêm row hoặc là các bạn thêm cái column vô được. Ví dụ như cái này các bạn nhấn add row luôn. Ví dụ các bạn nói là cái gì đấy. Đó, ví dụ như thế thì rõ ràng là gì, tại vì như em nói
sau khi mình import data Excel xong là nó trở thành một cái data gọi là data table rồi. Nó giống như ở chỗ cái nội dung thứ hai bạn mới chỉ, nên là các bạn thêm cột, thêm dòng vô thứ. Nó chỉ gọi là hay ở chỗ là gì, import một lượt nhiều row đó, từ một cái file nó hay vô đó. Còn sau khi chúng ta import rồi thì chúng ta muốn thêm cột, thêm dòng gì đó đều được hết, thì cái đó càng hay nữa. À, cái đó càng hay nữa. Anh đánh giá cao cái tool Nagate Studio này à, so với là chỗ là catalog. Anh thì anh đang dạy catalog rồi dạy Akate, Studio, Selenium, Java rồi rồi tùm lum hết, Cucumber rồi Red Astrid API mobile rồi nữa. Nói chung là anh dạy cũng nhiều, thì anh có được một lượng kiến thức để mà có thể compare so sánh, nên là anh đánh giá cái chỗ này của Akate rất là hay. À, rất là hay. Rồi bây giờ thì anh thêm một dòng này thì các bạn thấy là mình cần phải cập nhật cái đó bên cái sheet. Lưu ý à, quy tắc là chúng ta cập nhật bên cái data này rồi thì chúng ta phải cập nhật bên cái những cái sheet lại. Đó, à, thấy chưa? Giờ mình muốn thêm lít vô. À, vậy thôi. Vậy thì mình sẽ khép lại cái phần mà đọc cái data từ file Excel tại đây ha. Như vậy thì anh nghĩ là tới đây là mình cũng đã biết được cái cách mà chúng ta thao tác để đọc data từ Excel đó. Cũng như là thêm sửa xóa data hay là thêm sửa xóa những cái row, những cái bộ data đó vô tư ha. Nói chung thì mình nhìn vô tới thời buổi đến thời điểm bây giờ là buổi thứ 13 rồi, thì anh nghĩ là các bạn cũng đã rành với cái tool này rồi, nên về cái câu chuyện mà chúng ta lựa chọn những cái tùy chọn option rồi hiện diện trên một cái màn hình như này này, thì anh nghĩ là các bạn cũng phần nào dễ hiểu hơn là những cái buổi đầu, đúng không? Biết rõ, nhiều khi em không nói mà các bạn nhìn vô các bạn cũng có thể biết làm được. Ví dụ như bây giờ các bạn nói là dấu cộng để làm gì thì mình lít vô thử mình biết đó, mình lít vô thử mình biết, nhưng mà dấu cộng để làm gì, mình thêm cái rau rồi lít chuột phải disable là để làm gì, thì có nghĩa là cái rau này mình bỏ qua, mình không chạy nó kiểu như thế. Rồi mình dấu cộng như đây thì mình để thêm một cái tách à, vân vân ha. Thì nói chung đó là những cái vấn đề liên quan, không phải mỗi cái gì mà em cũng chỉ với các bạn thì có nghĩa là các bạn bị gì, nó bị đi á, nó bị đi, tức là mình không có khả năng mà mình nghiên cứu thêm á, thì nó bị chậm cho các bạn. Nên là em chỉ một phần mà em chỉ khoảng chừng 70%, 80% là còn lại mình nghiên cứu thêm. Ok, rồi như vậy thì em sẽ kết thúc cái buổi học của bà số 13 tại đây, và em sẽ bổ sung cái blog trong thời gian sau ha. Đấy, tại bây giờ cũng sáng luôn rồi, 5:40 sáng rồi. Đuối rồi. À, thôi, bye bye các bạn ha. Hẹn các bạn ở cái bài số 14 là thay đổi bộ data test với profile trên Akate Studio. Rồi, bye bye mọi người.